Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà vót chông xiên thân quân Mỹ. Trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam đang khép lại quá khứ, hướng đến tương lai để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thì tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2021, ban tổ chức dự thi Hoa hậu của Việt Nam lại dàn dựng cho Đỗ Thị Hà tham gia phần thi tài năng với bài độc tấu đàn trưng Cô gái vót chông, sáng tác của Hoàng Hiệp. Bài hát thời đó chống Mỹ từ năm 1965 có nội dung nâng cao lòng căm thù giặc Mỹ với hình ảnh cô gái vót chông để xiên thây quân Mỹ. Lời bài hát này nghe trong thời bình khá là man dợ, nhất là trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ gần đây khá nồng ấm với những lợi ích rất cụ thể cho Việt Nam. Đó là sự bênh vực công khai của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trước những diễn biến ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, sự ủng hộ của 20 triệu liều vaccine chống COVID-19 và đặc biệt là xuất khẩu vào Mỹ đem lại lợi ích rất lớn đối với nền thương mại của Việt Nam hơn cả lượng hàng hóa xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Đây là hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà với phần biểu diễn tài năng đàn trưng với bản Cô gái vót chông tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Trên trang Facebook cá nhân, tác giả Đặng Phước đã mô tả như sau. Chắc rằng ban tổ chức và giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2021 đang diễn ra tại Mỹ, họ từng biết nội dung bài hát này bởi vì các phương tiện truyền thông của Việt Nam phát liên tục từ năm này sang năm khác. Đặc biệt, nội dung bài hát có đoạn rất là phản cảm như còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo, vân vân. Về phần nghệ thuật trình bày của thí sinh Đỗ Thị Hà, có lẽ đoàn Việt Nam biết được điểm yếu của Đỗ Thị Hà nên phối nhạc nền vừa dày vừa có âm lượng lớn, át cả phần trình bày chủ công của tiếng đàn trưng. Tuy vậy cũng không che giấu được những khiếm khuyết của thí sinh Đỗ Thị Hà. Cô Hà chơi trưng nghe tiếng đàn rời rạc, chệch nhịp, phần kỹ thuật yếu nên nền nghe đàn nhát gừng, rất khó chịu khi mà phải giới thiệu chuyên môn gọi là đánh đàn chưa sạch, như học trò đang tập đánh đàn vậy. Thật là khó hiểu khi đoàn Việt Nam tư vấn và lựa chọn phần thi tài năng cho thí sinh Đỗ Thị Hà tham gia thi Hoa hậu Thế giới năm 2021 lại chọn bài độc tấu đàn trưng Cô gái vót chông với sự trình bày đã kém phần về nghệ thuật, đồng thời để gợi lại quá khứ chẳng mấy hay ho gì, gây phản cảm cả cho nước chủ nhà. Văn hóa giao tiếp như vậy là rất thiếu thốn. Mặc dù Mỹ là cựu thù của nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhưng suốt mấy năm qua, Mỹ đã có những hành động ngăn chặn Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đó là những hành động thiện chí của nước Mỹ, của người Mỹ và chính phủ Mỹ đối với Việt Nam như vậy. Và cũng vừa mới hôm qua, nước Mỹ đã chuyển đến Hà Nội hơn 2 triệu liều vaccine, nâng tổng số vaccine mà Mỹ viện trợ cho nhân dân Việt Nam là khoảng 20,5 triệu liều. Vậy mà trong các hoạt động văn hóa hoặc truyền thông, hễ có dịp là ra sức chống Mỹ, thật là quái đản với các suy nghĩ của Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Đây là hình ảnh Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam 20,5 triệu liều vaccine, cộng thêm 111 tủ lạnh âm sâu bảo quản vaccine. Đó là sự hỗ trợ lớn nhất mà Việt Nam nhận được từ nước ngoài trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh cũng bàn bình luận với nội dung như sau. Những cái ngu không cần dạy. Cô Hoa hậu Đỗ Thị Hà, sinh viên đại học, đạt vương miện và kịp thời gây tiếng ngay khi vừa đăng quan về trường để ra mắt. Hành động cô ngồi chiếm trệ với ông thầy hiệu trưởng đứng lòm khom, cóm gióm trước học trò của mình đã làm nổi sóng dư luận xã hội khi đó. Rằng thì là thời thế thay đổi. Cái lúc mà bố phải khúm núm cúi chào con mình, thầy phải cúm rúm run rẩy chiếc học trò chỉ vì nó quá đẹp, quả là xã hội đã và đang rất loạn. Thế rồi hôm nay cô ta đi thi Hoa hậu Thế giới tại vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tại đó cô lại gây sóng gió khi đứng trên đất Mỹ thể hiện tư tưởng chống Mỹ đến cùng với bài hát Cô gái vót chông trong phần dự thi của mình. Còn gì ngạo nghễ hơn khi người đẹp nhất đại diện của Việt Nam đứng ngay trên đất Mỹ cất cao tiếng nói thẳng vào mặt bọn đế quốc xâm lược rằng mỗi mũi trông nhọn sắc căm thù, xiên thây quân cướp nào vô đây. Con giặc Mỹ cọp beo,
khi còn giặc Mỹ cọc bèo, em chưa ngừng tay vót trông, rào buông dẫy. Và rồi, ê quân xâm lăng gian ác, bay muốn vào mũi trông sẵn sàng đây, chờ bọn bay, diệt bọn bay. Và còn gì tự hào hơn khi một cô gái mới nứt mắt ra mà đã dám chửi thẳng vào cả đất nước Mỹ đang được coi là hùng mạnh như vậy. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi đó vào ngày 14 tháng 7 đã công bố quan điểm của chính phủ Mỹ bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, gọi đó là phi pháp. Có lẽ nghe những lời này, ban tuyên giáo và hàng ngũ dư luận viên sẽ mở lòng, mở dạ và độ sung sướng lên rất cao. Thế nhưng điều cô ta không biết là chính tên sen đầm quốc tế, chính bọn đế quốc Mỹ kia lại là những người tử tế nhất với Việt Nam và đã cho Việt Nam cả hàng tỷ đô la, hàng chục triệu liều vaccine chống dịch hiện nay, thậm chí cả đồ dùng, dụng cụ và thiết bị y tế, mà không kèm theo điều kiện nào như anh bạn vàng, quan thầy của đảng, gửi mấy liều thuốc mà dân từ chối cũng không được. Ngoài ra, anh bạn vàng Bắc Kinh còn kèm theo đủ điều kiện của họ, và điều đó rất có thể là cô ta được sang đất Mỹ dự thi, chính cô ta cũng nhờ mấy mũi vaccine trích ngừa từ bọn đế quốc tư bản mà cô ta đang chờ ôm những mũi trông nhọn sắc quân thủ để chờ bọn bay diệt bọn bay. Điều cô ta không biết là ông chủ tịch nước vẫn cứ gửi thư, gọi điện đều đều xin viện trợ vaccine từ bọn đế quốc ấy. Và điều cô ta càng không biết là cái chính sách của nhà nước rằng chửi thì cứ chửi, tiền cứ lấy và càng chửi để càng kiếm tiền từ thế lực thù địch. Thì đó là tính cách của anh chàng Chí Phèo mà nhà văn Nam Cao đã nói đến từ rất lâu. Nhiều người cứ băn khoăn tự hỏi, lẽ nào cha ông đã có nói rằng nó lú thì có chú nó khôn, mà sao lại để xảy ra nông nỗi đến như vậy? Lẽ nào để xảy ra việc ngu dại đến mức phá hoại công lao của đảng, của chính phủ, của chủ tịch nước và ngay cả ông thủ tướng đồng hương của cô ta đã và đang ngày đêm tìm mọi cách để ngoại giao vaccine, nghĩa là ngoại giao vác giá đi xin, theo định nghĩa dân gian chia sẻ. Lẽ nào một cô sinh viên, một hoa hậu đại diện cho vẻ đẹp của Việt Nam, không chỉ là sắc đẹp và cả trí tuệ, lại có thể làm cái việc ngu dốt rằng chạy đến nhà ân nhân cứu bố mẹ chúng để chửi vào mặt của họ hàng của họ, hàng hốc nhà người ta, cho thỏa cái sự ngạo nghễ của mình. Đây là hình ảnh số phiếu bầu online cho hoa hậu Đỗ Thị Hà hiện vẫn là 0%, mặc dù cô đã kêu gọi trên Facebook cá nhân từ 3 ngày trước. Sẽ không ai hiểu được điều đó nếu họ không biết được điều này. Chẳng ai có thể ngăn cản những việc làm ngu dại của nó và cả những đứa như nó ở đất nước này. Bởi vì ngay cả những kẻ đẻ ra nó, những kẻ không chỉ là vai chú của nó, chưa kịp khôn đã đành, mà cả những kẻ đang lãnh đạo cái đảng tự cho là anh minh nhất, là trí tuệ, là văn minh, là khoa học, là đạo đức nhất của nó, vẫn cứ ngu dại như thường. Hành động vào nhà có người, treo cổ để gạ bán dây thừng vẫn đang được các lãnh đạo sử dụng hàng ngày, thì trách chi một cô bé đang được đào luyện trong cái lò của đảng. Ở đó có nhiều cái ngu, không cần dạy thì nó vẫn cứ phát triển đều đều. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh đã nêu ra quan điểm của mình như thế. Ở một góc nhìn khác, Facebook Hoàng Ngọc Diêu thì viết rằng em hoa hậu Đỗ Thị Hà phán rằng chia sẻ với dân Việt trước thềm tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho hay, dù biết chơi đàn trưng rất khó, nhưng tôi vẫn quyết tâm mang văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Đây là cái ngu của em Đỗ Thị Hà. Bản thân cô gái vót trông là bản nhạc do ông Hoàng Hiệp, dân cách mệnh ở An Giang, tự nói ra. Bài hát nói về cô gái sông Ba, Trung Mỹ, có nghĩa là vùng Kon Tum, Đắk Lắk. Hoàng Hiệp tập kết ra Bắc từ năm 1954, mãi đến năm 1975 mới vô lại trong Nam, và cô gái vót trông là sản phẩm xuất hiện vào năm 1965. Khi Hoàng Hiệp còn ở ngoài Bắc và chưa hề đặt chân tới sông Ba, thì làm sao đẻ nó ra thành văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên cho được. Đây là hình ảnh, cho đến nay Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong ảnh là biểu đồ cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam vào năm 2017. Vùng sông Ba là vùng đa số dân tộc Ede và Giá Tràm, Kon Tum và Đắk Lắk sống, chỉ có một phần nhỏ là dân Gia Lai và Ba Na sống. Còn đàn trưng là đàn của dân tộc Gia Lai và Ba Na. Thì sao lại vác dâu ông nọ cắm cằm bà kia để rồi phán rằng
văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên được. Dân Ede chủ yếu dùng chiêng, cồng và bộ hơi, tức là sáo và kèn. Chỉ có dân Gia Rai thì mới có bộ gõ, tức là đàn trưng. Nếu có thì pha tạp thì không phải là đặc trưng và càng không phải là cô gái sông Ba. Chứng tỏ Hoàng Hiệp chẳng biết quái gì và đám hậu bối cũng tiếp tục dùng cái mù và cái viện của Hoàng Hiệp. Em Hà nói ra toàn vắc chuyện dân tộc, nhưng em chẳng biết quái gì về văn hóa lịch sử của dân tộc, đặc biệt là ở vùng Tây Nguyên hết. Phía Lệ Đảng thì chống chế như sau: đây chỉ là giai điệu trên đàn trưng, không có bài hát. Tuy nhiên gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin hiểu nhầm tiêu cực về màn trình diễn của hậu Đỗ Thị Hà với tiết mục tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Đây là cái ngu của báo Lề Đảng. Nếu chỉ là giai điệu, tại sao không dùng một bài đặc trưng và thật sự của dân Ede hay Gia Rai hay Ba Na ở vùng Tây Nguyên mà là vác cô gái vót trông, một sản phẩm tưởng tượng của một ông ở An Giang chưa đặt chân tới Tây Nguyên, trong khi ông ta đẻ ra một ca khúc đậm tính tuyên truyền như vậy. Giai điệu cô gái vót trông chẳng có gì là Ede, cũng chẳng có gì là đặc trưng của Tây Nguyên hết. Khi đã lỡ ngu và bị chửi thì nên chịu khó nghe chửi. Đừng dùng cái ngu để tiếp tục chống chế cho cái ngu. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Mới lên mà ngửi. Scandal và khủng hoảng truyền thông. Những người nổi tiếng hoặc các chính khách, các chính trị gia rất nhiều khi gặp những sự cố không mong muốn về công việc hoặc cuộc sống riêng tư, bị truyền thông phát hiện có thể tạo nên scandal vượt ngoài tầm kiểm soát. Có những sự cố, có scandal nhanh chóng bùng lên rồi chìm đi, nhưng có những sự cố không chịu qua đi, nó cứ dai dẳng hết ngày này sang ngày khác, càng ngày càng ăn sâu vào tâm trí của xã hội, khiến thay đổi cả cuộc đời và sự nghiệp của họ. Đây là hình ảnh bữa ăn tối với miếng thịt bò dát vàng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với giá gần 2.000 USD tại London bỗng trở thành scandal và cơn khủng hoảng truyền thông đến nay chưa chấm dứt. Cũng có những vụ việc không mấy tốt đẹp nhưng được xử lý bằng thái độ cầu tiến, chân thành và được dư luận xã hội chấp nhận. Và cũng có những sự việc mà chủ thể của nó cố tình lờ đi như không biết, không nghe và không thấy, cố tình chây lì và chơi con bài chí phèo, quyết không chấp xã hội bởi bố mày là thế, làm gì được bố mày đây? Đây là luận điệu của một số người vẫn hay đưa ra. Chuyện miếng thịt bò nổi tiếng thế giới đã xảy ra. Mấy tuần vừa qua, câu chuyện miếng thịt bò dát vàng 24K nổi tiếng cả thế giới của ngài Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ngài này là điển hình của Đảng trong hơn một chục nhân vật được coi là trụ cột của đất nước, là một tấm gương sáng cho thiên hạ ngắm, soi, mà học tập và làm theo. Nhưng giờ thì nó tan vỡ. Miếng thịt bò sở dĩ nổi tiếng bởi nó được chế tạo và đút cho ăn tận miệng bởi một đầu bếp nổi tiếng thế giới về sự điệu nghệ được gọi là thánh rắc muối từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nó được bán trong chuỗi nhà hàng nổi tiếng về sự đắt đỏ nhất thế giới và thường để phục vụ cho những người nhiều tiền lắm của, xài không hết và tiền có thể được đốt như lá chè. Nó nổi tiếng hơn bởi nó xuất hiện trong giai đoạn mà cả đất nước Việt Nam đang lao đao trong mùa đại dịch Covid-19 với muôn ngàn thảm cảnh đã xảy ra trong đất nước sau nửa năm cách ly, giãn cách xã hội, đóng băng và cô lập, biến cả đất nước thành đại nhà tù và tất cả mọi người dân thành tầng lớp tù nhân bất đắc dĩ. Và thế là cả thế giới hết sức ngạc nhiên và chăm chú theo dõi vị Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm về những cán bộ như vậy. Những hãng thông tấn lớn nhất thế giới như BBC, Reuters, ABC News của Úc, AFP, New York Times, rồi Daily Mail của Anh, Bangkok Post, rồi Yahoo News và tất cả đều lần lượt đưa tin về bữa ăn nổi tiếng của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là hình ảnh hàng loạt báo chí quốc tế đăng tin về bữa thịt bò đắt tiền của ông Bộ trưởng Tô Lâm. Họ không ngạc nhiên vì trên thế giới có những nỗ lực, có những chỗ món ăn dát vàng thể hiện đẳng cấp của người ăn. Nhưng họ ngạc nhiên ở chỗ một Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam với mức lương chỉ khoảng hơn 600 đô la mỗi tháng mà dám ăn chơi sang ăn một bữa đắt gấp đôi, gấp 3 lần số tiền lương của mình để thể hiện đẳng cấp như thế ngay tại London. Họ không ngạc nhiên vì chuyện cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản lấy đâu ra tiền để ăn, để phá, bởi với chế độ độc tài, độc đảng như ở Việt Nam
tiền bạc của cải của người dân đương nhiên được coi là tài sản của Đảng. Đảng đứng trên tất cả và có quyền tất cả, kể cả giang sơn, tổ quốc và dân tộc. Nhưng điều họ ngạc nhiên là ở chỗ Tô Lâm là người luôn leo lẻo mà không thể ngượng rằng những đảng viên Đảng Cộng sản, cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn không ngừng tô dưỡng đạo đức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, vân vân. Nhưng này thì ông làm hoàn toàn ngược lại những gì mà ông vẫn giao giảng hàng ngày. Người nông dân đã không dám so sánh miếng thịt bò kia bằng bao nhiêu tấn lúa vì nó quá sức tưởng tượng của họ về sự sang trọng, đắt tiền. Không biết ông Tô Lâm nghĩ sao khi ăn miếng thịt bò đó. Họ chỉ tính toán bằng một miếng thịt bò rất vàng mà Tô Lâm há ra để đớp kia có giá bằng cả mấy chục tấn phân bắc họ xúc thổ chở đi bón ruộng cả mấy tháng trời. Và cách xử lý truyền thông kiểu chí phèo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng để cho người ta nhiều dấu hỏi. Điều cả thế giới ngạc nhiên hơn nữa đó là Việt Nam, Đảng luôn tự hào và rêu rao rằng có nền báo chí cách mạng nhất, tiên tiến nhất, vì dân nhất, nhanh chóng nhất và tự do nhất, với cả gần ngàn tờ báo, đài truyền hình, phát thanh các loại, nhưng đã cùng nhau tự đặt vào trạng thái mù, điếc và cầm. Không có bất cứ một tờ báo hay một ai trong chính trường dám đụng đến chùm mafia của Đảng. Đây là hình ảnh dư luận vẫn chưa hết xúc động với những hình ảnh khốn khổ của người dân đi xe máy và đi bộ hàng ngàn km ngủ đường, ngủ chợ để về quê trốn dịch. Bởi họ biết đụng vào mafia của Đảng không phải đầu cũng phải tai, và điều đó đồng nghĩa với việc được hưởng những đặc ân của Đảng ngay lập tức nếu cố tình vi phạm. Mà những đặc ân đó thì không hề dễ chịu, nhẹ thì dăm 30 triệu, nặng hơn thì đình bản, báo chí và hơn nữa là tù tội đi kèm. Đó là luật ngầm, không công khai mà ai cũng biết. Thế là Tô Lâm đã nghiễm nhiên làm cho báo chí, cán bộ im thìn thít và mù như bị bẩm sinh, câm như bị cắt lưỡi. Đó là cách hành xử truyền thông kiểu chí phèo rằng bố mày cứ vậy đấy, làm gì được bố mày. Thế nhưng mạng xã hội dù có vâng lệnh Tô Lâm chặn một số bài viết, cụm từ ngữ về thánh rắc mũi thì cũng chỉ ngăn chặn được một số mà không thể làm tất cả mọi sự phản ứng, mọi lời nói hay thái độ của người dân bịt đi được. Cũng không thể ngăn chặn được người dân tìm hiểu sự thật và những cơ quan thông tấn báo chí tại Việt Nam không chịu đăng. Khắp nơi người dân ước mơ thành hành động, mọi người thi nhau học cách rắc mối. Miếng thịt bò rất vàng vẫn cứ trôi nổi, sống động và dù đắt đỏ thì nó vẫn thể hiện rất rõ điều mà cha ông ta ngày xưa vẫn dạy rằng miếng ăn là miếng nhục. Mà nhục thật khi một chuyện sinh hoạt cá nhân được cả thế giới đem ra giễu cợt, soi mói và bình phẩm với những lời lẽ chẳng lấy gì làm hay ho. Đây là hình ảnh, hình bên trái là ca sĩ Duy Mạnh đang nhại thánh rắc muối khi ăn thịt bò tại nhà hàng. Bên phải là một Facebooker cũng tự quay video nhại rắc muối lên miếng thịt bò tại nhà riêng. Hiện nay có rất nhiều Facebooker tự quay video rắc muối, rắc tiêu, rắc hành và cả rắc phân bón cho cây, xem như một trò giải trí vui cười. Thậm chí động tác há miệng đớp miếng thịt bò đã bị nhiều người ví như miệng con cá cha dướn lên, đớp đổ ăn quẳng xuống. Nếu đó là đứa đầu đường, xó chợ, đói khát đến mức quên cả nhân cách, được miếng ăn thì lấp mặt đã đành. Còn ở đây, khi mà người ăn lại là một biểu tượng, một điển hình của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên đi dạy dỗ đạo đức cho người khác về tác phong, về mẫu mực của đám tinh hoa trong Đảng, lại được đem lên làm trò cười cho thiên hạ khắp nơi. Thế nên cả hệ thống chính trị từ cao nhất đến thấp nhất đều cố gắng bằng mọi cách câm, điếc, mù, vì ở sự việc này không hề đưa tin, để mong rằng trên mặt trận thông tin trời sớm yên, biến sớm lặng để lại trạng thái bình thường mới của Đảng. Ở đó, nếu nói đến Tô Lâm thì ngoài những từ như AVG, Trịnh Xuân Thành, Đồng Tâm, Lê Đình Kình, bắt cóc, dân chủ, nhân quyền, vân vân, không được nhắc đến vì phạm húy thì kho từ điển kỵ húy phải thêm là thịt bò, rắc muối, rát vàng, vân vân. Bởi nó sẽ gợi lại hình ảnh cú đấp thế kỷ đi vào sử sách mà Tô Lâm thì muốn tẩy đi bằng được. Để Tô Lâm lại trở về vị trí đạo đức, mẫu mực và gương sáng, tự rèn luyện, tu dưỡng, dẫn đầu phong trào học tập và làm theo Hồ Chí Minh mà ông ta đang làm dở.
nhưng tự dưng cách xử lý theo kiểu bới lên lại ngửi tiếp. Bỗng dưng khi mà mọi cố gắng của Đảng dần dần có hiệu quả bằng cách che đằng này, đậy đằng kia, ngầm nghe, dọa nạt bằng đủ mọi cách với mọi thành phần xã hội, thì bỗng nhiên tại Đà Nẵng, công an đã triệu tập chủ quán bún bò ba cô gái chỉ vì anh ta tự xưng là Thánh Giác Hành. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm với cú giác hành vào tô bún bò đăng trên video clip trên Facebook đã khiến ông gặp rắc rối khi công an thành phố Đà Nẵng hai lần đến tận nhà gửi giấy triệu tập ông. Hẳn nhiên tự xưng là chẳng sao, bởi trong đất nước này đầy rẫy sự tự xưng thì đã có ai có tội bao giờ. Biết bao nhiêu tự xưng như cha già dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, rồi thì tên người đẹp nhất hoặc là những nhà ngoại cảm lừng danh đã tìm mộ liệt sĩ bằng cách lừa đảo dùng xương trâu bò, chó lợn làm xương liệt sĩ đấy thôi, chẳng sao cả. Thậm chí Đảng còn tự xưng là lực lượng tiên phong của dân tộc, lãnh đạo đất nước với đội ngũ ưu tú, đạo đức, dù trong Đảng một bộ phận không nhỏ là ăn cắp, là tham nhũng, là suy đồi. Cũng chẳng sao, chẳng ai bảo tù hoặc hỏi han về chuyện tự xưng. Thế nhưng bỗng dưng Thánh Giác Hành bị triệu tập không lý do, chỉ vì bắt chước Thánh Giác Muối khi phục vụ cú đấm thế kỷ của ông Đại tướng Tô Lâm. Đó là phạm húy, mà sự phạm húy rất nghiêm trọng. Và hẳn nhiên đã phạm húy thì phải triệu tập, phải làm rõ, phải có tội và phải trừng trị. Nếu không bị tội khi quân thì ít nhất cũng là tội tiết lộ bí mật quốc gia, và cả thế giới lại sôi động, các hãng thông tấn quốc tế dù bận rộn với cả thế giới vẫn phải chú ý về miếng thịt bò và hệ lụy của nó. Bởi câu chuyện không phải ở chỗ nào trên thế giới cũng có thể có được như vậy. Thế là công lao dập lửa của Đảng mấy lâu nay lại thành công cốc. Thế là Tô Lâm với cái miệng há ra tạo nên cú đấm thế kỷ lại nổi lên thông tin toàn cầu. Và những người quan sát câu chuyện chỉ có thể buông một câu rằng Đảng ta, lực lượng công an ta thật khôn ngoan, tự dưng lại bới lên mà ngửi.